Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cho các chị em nào không có máy làm bánh canh, không có đồ ép khoai tây, cũng đều có thể làm được bánh canh dai ngon tại nhà bằng bao ni lông. Và sức cùng vào bếp làm bánh canh dai ngon cho gia đình. Để nấu bánh canh cua hay là bánh canh gà, bánh canh bột lọc, bánh canh xương, bánh canh giò heo, bánh canh tôm thịt. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Và bánh canh mình sẽ làm với lại bột bánh cuốn là ngon nhất. Ở đây là 400g. Hiệu nào cũng được. Nếu như không có bột bánh cuốn thì có thể mình lấy bột gạo, bột năng và pha theo tỷ lệ 1:1, tức là một bột gạo, một bột năng. Để làm bánh cuốn ngon thường là mình cho 400g bột bánh cuốn và 100g tinh bột khoai tây. Anh chị em và các bạn không có bột khoai tây thì có thể cho bột năng, tuy nhiên không ngon bằng. Một muỗng cà phê muối. Tùy theo mình thích ăn bánh canh dai mềm hay là dai cứng thì sẽ cho lượng nước dao động từ 450ml cho đến 500ml, tức là khoảng gần 2 cup. Và là nước lạnh. Sau đó mình sẽ quậy. Hôm trước mình khuyên cũng chia sẻ nhiều cách làm rồi. Hôm nay thêm một cách làm bánh canh mới nữa. Sau khi trộn đều, nhìn thấy không còn bột khô nữa. Như vậy nè. 100g. Hoặc là không có tinh bột khoai tây thì có thể cho bột tàn mì, tức là bột toàn mì đó, hay là tinh bột lúa mì, cho đủ 100g. Hôm trước có bạn hỏi là không có máy thì làm sao đó, thì tức là mình lấy cái vá mà lấy trộn như vậy. Ban đầu mình sẽ để số lớn, bếp chín số mình để số 9, và một chút xíu sẽ thấy bên dưới nó có bột chín đó. Thì bây giờ mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống. Bếp chín số mình để chừng số 4 hoặc số 5 thôi. Rồi tiếp tục quậy như vậy. Và quậy như vậy nó mệt lắm á. Có một cách này mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ đánh bằng cái que đánh trứng. Que này đây. Chú ý là chỉ cần một que đánh trứng thôi. Và bây giờ có thể để bếp số 9 luôn cho nhanh. Nồi nên là nồi inox. Và chỉ vài giây thì cái này nó đặc lại nè. Lúc này mình để lửa thiệt nhỏ, bếp chín số để khoảng số 2, số 3. Rồi tiếp tục đánh. Bây giờ mình sẽ cho tinh bột khoai tây. Rồi bếp cũng để số nhỏ, số 2 hoặc số 3 thôi. Quậy trước để không thôi mình đánh nó bay bụi nè. Bây giờ anh chị em và các bạn tắt lửa nha. Cho vô đây 20ml nước lạnh nữa, để trong đây được 500ml. Dầu ăn 15ml. Sau đó mình đánh cho đều. Và như vậy là xong. Mình đã có bột. Đây là cách làm cho những bạn không có máy trộn bột, chỉ có máy đánh trứng. Thì mình lấy cái máy đánh trứng ra, trộn theo cách mình khuyên chia sẻ nha. Mình đã có cái bột thiệt là mịn như vậy, hơi mềm mềm, chảy nhẹ. Nếu mà nó chảy ro ro là hư đó. Mình sẽ cần một cái bao ni lông hoặc là
túi bắp mông kem, lựa loại lớn lớn, sau đó cho một chút xíu dầu ăn. Mình vuốt để cho áo dầu bên trong cái túi. Nấu một nồi nước sôi mềm như vậy nè, để chút mình bóp mới được. Chuẩn bị một thau nước lạnh để chút mình vớt ra. Cắt cái đầu này, tùy theo anh chị em và các bạn thích bánh canh lớn hay nhỏ thì mình sẽ cắt cái đầu này nha. Đây một tay, chỉ cần một tay thôi, cứ bớt đó, nhẹ nhàng, nhớ để cho nước sôi nhiều đó, khi nó vừa vô là nó chín luôn. Thích bao nhiêu thì mình dừng lại nha. Bánh canh chín mình sẽ vớt ra, mình cứ làm từng đợt, đừng làm nhiều. Đó, ngon quá chừng nè, bóng mướt nữa. Cái này có thể ép một tay cũng được nữa, nhưng mà mình cầm hai tay như vậy bóp cho nó đều, bởi vì nó cũng nhẹ nhàng, không có khó nè. Đó, nhẹ mà nhanh chưa. Bây giờ mình sẽ để lửa thiệt là lớn luôn á, để cho nó sôi nhanh thì lúc nó chảy xuống nó chín liền luôn. Đều nha, nhớ bấm cho nó đều xuống. Rồi dừng. Chờ cho sôi lên, nổi lên rồi á thì lúc đó vớt ra. Ngon chưa nè? Nhẹ nhàng, dễ dàng. Chị em nào không có máy cũng làm được bánh canh tại nhà. Không cần đồ ép vây tay, mình làm cái này cũng nhanh nữa. Trước khi ép, nhớ là để lửa lớn lên cho nước sôi. Rồi cứ bấm, bóp cho chảy đều ra. Nó nhẹ lắm. Mình làm chừng khoảng 10 phút là xong à. Rồi, dừng. Chờ cho nổi lên. Để gần anh chị em và các bạn thấy nè. Cái sợi bánh canh của mình nó nổi lên rồi nè. Lúc đó mình mới đảo qua. Rồi vớt ra. Ngon chưa? Mướt mượt luôn. Vớt ra mình để qua bên nước lạnh. Tiếp tục nè, quay qua bên đây. Mở bếp lên, chờ cho sôi mình mới ép vô. Đó, cứ vậy đó, một tay thôi mình cũng bóp được. Nhớ làm cái cách này thì nhanh gọn lẹ. Ép cái này thì mình chỉ cần cái nồi nhỏ nhỏ thôi, không cần nồi lớn. Đó, bây giờ mình đã có bánh canh nữa nè. Ngon chưa? Để làm thành công, quan trọng đó là anh chị em và các bạn sẽ nhồi bột cho mịn, không bị vón cục, rồi mềm nữa, chín, không được chảy, cũng như không được quá cứng. Khi mình cho nó vô là nó chín luôn á, nó nổi lên như vậy thì bánh canh của mình sẽ dai ngon, không bị đứt. Anh chị em và các bạn bóp cho nó liên tục á thì nó sẽ dài. Nhưng mà thật ra bánh canh không cần ăn dài đâu, do đó mình bóp một chút xíu là dừng lại, rồi nó nổi lên như vậy luôn á là chín. Rồi lúc đó mình vớt ra. Chỉ cần trong vòng từ 10 cho đến 15 phút.
Và xong rồi mình được một rổ bánh canh thiệt ngon luôn. Anh chị em và các bạn thích làm bánh canh không cần máy, không cần đồ ép với tay thì làm theo cách này dễ dàng nha. Chú ý cách trộn bột sao cho bột mềm, mịn thì khi mình ép ra sẽ được bánh canh dai ngon. Cái này mình sẽ rửa qua nước lạnh, rồi sau đó cho một chút xíu dầu ăn vô thì mình có được một rổ bánh canh thiệt ngon. Sau khi rửa xong, anh chị em và các bạn nhìn thấy nó mướt mượt ngon chưa nè. Mình cho một chút xíu dầu ăn vô rồi trộn lại. Như vậy thì sẽ không dính. Và Bành Khuyên vừa chia sẻ xong đến toàn thể cô bác, anh chị em và các bạn cách làm bánh canh bằng bao ni lông hay là túi ép bông kem hay là túi ép bánh kem. Và chúc nhà nhà cùng có bánh canh ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Sợi bánh canh mướt mượt luôn, dai, ngon. Sau khi để khoảng 1 tiếng, anh chị em và các bạn sẽ xóc lên để cho nó tơi rời. Và cái này mình để được qua đến chiều nó vẫn không có dính. Sợi bánh canh mình ép là chỉ to bằng khoảng cái đầu đũa là vừa. Hoặc là nếu thích lớn hơn hay là nhỏ hơn thì mình sẽ cắt cái bao vừa theo kích cỡ mình thích. Rồi nó dài quá thì bây giờ phải lấy kéo cắt ngắn ra.